Tiếp theo bây giờ chúng ta đến câu hỏi sau đây. Bây giờ các em theo dõi ở trên màn hình này, chúng ta sẽ dịch cái câu này sang tiếng Việt. Đầu tiên, cái chỗ này là trong tam giác ABC. F là một điểm ở trên BC. D là một điểm ở trên tia đối của tia AB. Chỗ này là tia đối này của tia AB. Và đây chúng ta có là DF cắt AC tại E. Cái chỗ này chính là giao điểm đấy. DF cắt AC, hoặc ta ghi là giao điểm tại điểm E, cho biết góc B bằng 38 độ, góc C bằng 52 độ và góc CEF bằng 70 độ. Yêu cầu là tìm số đo của góc D. Rồi bây giờ chúng ta đi vẽ hình minh họa theo yêu cầu này. Ở đây là làm trắc nghiệm thì chúng ta cũng không cần thiết phải đo đạc chính xác tuyệt đối, mà chúng ta vẽ minh họa tương đối thôi. Đây bây giờ em theo dõi nhé. Chúng ta vẽ một cái hình góc B bằng 38 độ. Góc C là bằng 52 độ. A này, đây là B, C, cái này là bằng 38 độ, còn ở đây bằng 52 độ. F là một điểm ở trên BC, chúng ta lấy bất kỳ. D là một điểm ở trên tia đối của tia AB và DF nó cắt AC tại điểm E. Đây trên tia đối tia AB đây, tia AB về phía này, tia đối ngược lại nhé. Đây ta lấy một cái điểm bất kỳ ở đây, điểm D đây. DF giao AC, ta nối DF vào cắt AC tại cái điểm này là điểm E. Rồi đề bài cho chúng ta góc CEF bằng 70 độ, góc này 70 độ. Yêu cầu chúng ta tính số đo của góc D, đây góc trên này. Rồi bây giờ để tiện cho quá trình làm bài, thầy ký hiệu này là F1, F2. Thì em thấy là để tính góc D chúng ta có nhiều cách, nhưng ở đây thầy sẽ đi thầy xét cái tam giác DBF. Và chúng ta sử dụng tổng ba góc của tam giác bằng 180 độ. Như vậy góc D này cần tính nó sẽ bằng 180 độ trừ đi 38 độ, tức là góc B này, và trừ đi góc F1. Vậy bây giờ chúng ta cần phải đi tính góc F1. Để tính số đo của góc F1 thì chúng ta sử dụng công thức góc ngoài của tam giác là nhanh nhất. Đó là chúng ta đi xét cái tam giác EFC. Thì ta có góc F1 này là góc ngoài của tam giác.
Góc ngoài tam giác sẽ bằng tổng hai góc trong tại hai cái đỉnh còn lại này. Như vậy nó sẽ bằng góc E cộng góc C bằng 70 độ cộng với 52 độ. Bằng 122 độ. Rồi khi em có được góc F bằng 122 độ em thay vào đây. Rồi như vậy chúng ta sẽ có kết quả góc D bằng 180 độ trừ đi 38 độ trừ tiếp 122 độ và bằng 20 độ. Rồi như vậy đối chiếu với 5 phương án của câu hỏi này, chúng ta chọn đáp án A. Rồi như vậy em thấy là qua câu hỏi này thì chúng ta đã sử dụng kiến thức đó là tổng các góc của một tam giác bằng 180 độ. Và kiến thức thứ hai đó là góc ngoài của tam giác thì bằng tổng hai góc trong tại hai đỉnh còn lại của tam giác.